Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái thằng Jupiter, và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn init một cái đồ Z, khởi tạo một cái đồ Z dạng full stack sử dụng Jupiter. Thì với cái thằng Jupiter này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta việc generate ra một số cái code init ở phía back end, và nó cũng init ra cái phần front end cho chúng ta. Thì các bạn có thể vô cái trang Jupiter.tech này để tìm hiểu. Đây thì các bạn có thể vô mấy cái mục này để đọc, ví dụ như cái mục Dninote này. Thì nó thì hiện giờ thì nó đang là version 7 này. Version mới nhất là version 7. Tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái version mới nhất này. Đó, rồi các bạn có thể đọc một số cái hướng dẫn ở một số cái mục khác này. Rồi các bạn có thể đọc đến cái phần cài đặt Jupyter ở đây này. Ở đây là trang chủ này. Trang chủ thì các bạn có thể xem thấy cái bằng Jupyter Quick này, thì nó hướng dẫn là để cài đặt nhanh cái Jupyter thì các bạn phải cài đặt Java, cài đặt Git rồi Node này. Đó, sau đó thì các bạn có thể cài đặt cái lệnh này để mà cài đặt cái Jupyter này. Rồi các bạn có thể tạo ra một cái thư mục mới, rồi các bạn run cái Jupyter này để mà các bạn khởi tạo cái đồ Jet này. Rồi tiếp theo thì cái bước thứ năm này thì các bạn có thể sử dụng cái thằng GDL Studio, tức là cái này là Jupyter Definition Language, thì nó sẽ có một số cái hướng dẫn về tạo một số cái syntax để các bạn tạo ra mấy cái mô tả cho cái entity, mối quan hệ giữa các entity của các bạn này. Rồi bước thứ 6 thì để mà generate ra cái entity thì các bạn sử dụng cái lệnh này. Các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn này, hoặc là các bạn có thể xem mấy cái hướng dẫn cài đặt chi tiết ở đây này. Rồi cái phần GDL, tức là Jupyter Division Language, thì các bạn có thể vô đây để xem overview này. Đó, thì đây là một cái ngôn ngữ để mà các bạn mô tả các thành phần trong ứng dụng của các bạn này, để các bạn deploy rồi các entity rồi mối quan hệ giữa các entity ở trong cái một cái file gọi là file chấm GDL, để mà các bạn mô tả về mấy cái như là mấy cái cấu phình rồi mấy cái entity vân vân. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu về cái GDL ở đây. Rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt, thì tôi sẽ đi vô cái phần installing Jupyter này. Thì cài đặt ở đây thì các bạn có nhiều cái tùy chọn để cài đặt, ví dụ như cài đặt ở local thì các bạn có thể cài đặt với lại cái thằng npm, thì nó khuyên là cho với các user mà bình thường, user mà những người mà mới học ấy, thì các bạn phải cài đặt cái theo cái bước này. Thì nó kêu là các bạn này cài đặt Java 11 rồi này. Rồi tiếp theo là các bạn cài đặt cái thằng Node.js này. Rồi tiếp theo thì các bạn gõ cái lệnh này để cài đặt này. Rồi ở bước 4 là cái bước tùy chọn này. Đó. Rồi tiếp theo thì nó có cái tùy chọn cài đặt với lại thằng Jan. Thằng Jan này thì nó là một cái thằng nâng cao của thằng npm, thì các bạn là phải cài đặt cái thằng npm, xong đó rồi thì các bạn sẽ cài đặt được cái thằng Jan này để mà sử dụng thằng Jan. Thì cái bước cài đặt của thằng Jan thì nó có hai bước như vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái tùy chọn cài đặt với lại Docker, thì nó kêu là nó cho những cái user mà advanced, tức là những cái người đã rành rồi, thì chúng ta nếu mà các bạn nào đã rành rồi thì các bạn xài với lại Docker này. Nó các bạn muốn setup luôn khi khi mà mới khởi tạo đồ Z thì các bạn muốn setup mấy cái Docker để nó build ra cái Docker image cho các bạn, thì các bạn có thể đọc thêm cái phần này. Tôi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cái đơn giản trước đi, là cái sử dụng với lại npm. Thì bây giờ tôi sẽ mở một cái tool để mà gõ lệnh, thì tôi sẽ xài cái Windows Terminal. Các bạn có thể xài Simd, nếu mà các bạn không có cái này thì các bạn xài Simd mặc định ở trên Windows. Thì tôi gõ là npm trừ version. Đó, thì cái máy của tôi cái Node.js thì nó đang là cái version 6.14.13 như vậy. Đó, rồi chẳng hạn như cái Java này, Java thì tôi gõ là Java trừ trừ version. Đó, thì cái Java của tôi đang là Java 11 rồi này. Thì ở đây thì nó kêu là các bạn có thể, nó khuyên là nên sử dụng cái Adobe OpenJDK để build, vì nó là open source và free, thì các bạn có thể sử dụng cái tùy chọn này nếu các bạn thích. Rồi tiếp theo tôi sẽ cài đặt cái Jupyter.
thì tôi sẽ có lệnh là cái lệnh này để mà xài cái này. Đây tôi sẽ nhấn Enter. Rồi nó đã cài đặt xong. Và bây giờ chẳng hạn như là tôi có là Jupiter chơi bao dần chẳng hạn. Đó thì nó đã báo là Jupiter được cài đặt với phiên bản là 7.4.1 như vậy. Và bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn gen ở đây là cái đồ Z sử dụng Jupiter thì bây giờ tôi sẽ đi vô cái đồ Z của tôi. Đây tôi sẽ để code của tôi ở trong cái folder code using shifter như vậy. Tôi đã tạo ra folder như vậy và tôi sẽ mở cái window terminal ở đây. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái folder mới. Demo ring react. Rồi tôi sẽ cd cho cái project này. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng cái lệnh của thằng Jupiter để tạo ra cái đồ Z. Tôi sẽ có cái lệnh là Jupiter. Thì bây giờ nó sẽ khởi tạo và generate ra cái đồ Z cho tôi. Đó thì bây giờ nó sẽ hỏi là cái kiểu đồ Z mà mình muốn tạo ra là gì. Thì tôi sẽ tạo ra cái kiểu đơn giản là kiểu Monolithic Application. Các bạn nào muốn chọn mấy cái kiểu phức tạp như là Microsoft thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Rồi tôi nhấn Enter. Rồi tiếp theo là cái đồ Z name thì tôi cho là demo ring react. Rồi tiếp theo thì nó hỏi là các bạn có muốn sử dụng với lại cái thằng ring cấp nước hay không thì tôi chọn là no. Rồi tiếp theo là cái default package thì tôi cho là com.demo. Tôi nhấn enter. Rồi tiếp theo cái authentication thì tôi chọn là GWT. Rồi tiếp theo là cái kiểu database thì tôi chọn là kiểu SQL database thì tôi sẽ chọn là SQL. Rồi tiếp theo là cái loại database cho cái môi trường product thì tôi chọn là MySQL. Rồi tiếp theo là nó hỏi cái database cho cái môi trường developer thì tôi cũng chọn là MySQL. Thì ngoài ra thì nó có cái kiểu là H2, tức là cái kiểu và cục bộ trong cái ứng dụng ấy, thì cái kiểu này cũng rất là hay, các bạn có thể tìm hiểu với kiểu này. Còn cái tôi sẽ xài với lại MySQL. Rồi tiếp theo thì nó hỏi cái cơ chế get. Thì tôi sẽ đền no get đi. Tôi chọn là no get thì tôi chưa muốn sử dụng mấy cái get nên là tôi sẽ chọn là no get. Rồi tiếp theo là cái kiểu đồ Z thì cái kiểu build đồ Z ra, tức là cái kiểu để mà chúng ta build cái source code ra cái mấy cái cục ra cục qua để chúng ta up lên môi trường product ấy, thì tôi sẽ chọn với lại cái tool là Maven. Rồi tiếp theo thì các bạn nó hỏi là các bạn có muốn sử dụng cái Jupyter Notebook để mà giúp các bạn config rồi giám sát rồi mở rộng cái ứng dụng của các bạn hay không thì tôi chọn là Z. Rồi tiếp theo thì nó hỏi là mấy cái công nghệ khác mà các bạn có muốn sử dụng hay không. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng thì các bạn nhấn Enter để tiếp. Rồi tiếp theo nó hỏi cái framework mà các bạn muốn sử dụng cho cái phần frontend. Thì ví dụ như các bạn thích Angular thì chọn Angular, thích chọn React thì chọn React, thích chọn Vue thì chọn Vue. Ở đây tôi sẽ chọn React. Rồi tiếp theo thì nó hỏi là các bạn có muốn generate ra cái trang admin không. Thì tôi muốn nên là tôi chọn Z. Rồi tiếp theo thì cái theme thì tôi sẽ chọn cái theme mặc định là default Jupiter. Rồi tiếp theo thì các bạn có muốn hỗ trợ cái quốc tế hóa hay không thì các bạn muốn support thì các bạn chọn Z. Rồi tiếp theo là cái ngôn ngữ thì tôi sẽ chọn là English. Rồi tiếp theo thì nó muốn thêm một cái tùy chọn chọn thêm một cái ngôn ngữ khác nữa thì chẳng hạn như là tôi chọn là Việt Nam này. Đó, có Việt Nam rồi này. Rồi tiếp theo thì cái bên cạnh mấy cái unit test và test rồi cái framework testing nào khác mà các bạn có muốn sử dụng hay không. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng thì các bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì nó hỏi là mấy cái
tôn khác từ cái zip market này. Nếu mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn chọn Z. Tới đây tôi chọn Z. Rồi tiếp theo thì nó hỏi là mấy cái module khác mà các bạn muốn sử dụng hay không. Thì đây thì có một số cái như là GraphQL này, Kafka này. Đó, đây tôi không muốn sử dụng nên là tôi nhấn Enter. Rồi bây giờ nó đang khởi tạo và generate ra cái đồ Z cho tôi. Rồi nó đã tạo xong. Thì bây giờ nếu mà nó kêu là nếu mà các bạn muốn run cái tình vụ application ở backend thì các bạn có thể chạy cái lệnh này để nó run lên. Rồi nếu mà các bạn muốn tải cái phần web back đi bắt bằng server, tức là các bạn chạy cho cái phần công nghệ này thì các bạn có cái lệnh này để cho nó chạy lên. Bây giờ tôi sẽ sử dụng Nginx để tôi import cái đồ Z cho rồi. Rồi tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái cấu trúc của cái đồ Z. Đây, tôi sẽ import cái project là demo ring app rồi này. Thì đây là cái cấu trúc project mà nó generate ra chúng ta. Thì đây thì nó generate ra một số cái file config này, ví dụ như database config này. Đó, nó generate ra này. Rồi cái phần domain là mấy cái entity thì nó sẽ generate ra cho chúng ta một số cái entity mặc định như là user này. Đó. Rồi nó cũng generate ra mấy cái layer như là repository rồi DTO này, đó, mapper rồi mấy cái REST API này. Đó, ví dụ như cái user JWT container này. Thì cái phần này chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có một cái folder config này. Thì ở đây nó có cái file là application gạch ngang dev.yaml này. Thì trong cái file này nó sẽ có một cái phần data source này, rồi có cái type là hierarchy data source này. Thì cái này nó cũng tương tự như là cái JDBC ấy. Thì nó cũng giống như một cái driver. Đây là một cái driver để mà connect tới database. Thì ở đây thì nó có một cái URL và nó JDBC này, rồi tới cái database là demo ring react này. Thì tôi sẽ đi tạo ra cái database cho cái phần này. Thì tôi sẽ mở cái phần MySQL của client lên và tôi sẽ tạo ra một cái database mới là demo ring react này. Chỗ này default chassis tôi sẽ chọn là UTF-8 này. Rồi default connection thì tôi sẽ chọn là US8 Unicode C này. Rồi tôi chọn apply. Rồi chọn ok. Tôi chọn apply. Rồi chọn finish này. Đó. Thì bây giờ nó chưa cái table nào. Thì bây giờ chỗ này rồi chỗ password này thì tôi sẽ update lại là cái password của cái user root ở trong cái máy của tôi sẽ config cái user root là
cái password của tôi thì tôi sẽ update lại thành cái password của tôi. Cái chỗ này thì các bạn nhớ đấy, update lại cái password của các bạn nhé. Còn nếu mà cái chỗ database này của các bạn, nếu mà nó là một cái database khác thì các bạn cũng phải update lại luôn. Còn nếu mà các bạn xài chung một cái database ở trên cái máy nào đó thì các bạn sẽ update lại cái chỗ này thành cái địa chỉ IP của cái máy đó ở đây. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái terminal, mở cái project này, sau in ở trong cái terminal và tôi sẽ đi thực hiện build và chạy cái ứng dụng này ở bên trong AnyVault, trong cái terminal của AnyVault. Ví dụ ở đây nó kêu là có lệnh npmw này để mà chạy cái ứng dụng Linkboot ở bên đấy. Thì tôi sẽ làm như sau. Đó, tôi sẽ gọi là npm w rồi tôi nhấn enter. Đó thì nó báo là cái application của tôi đang chạy lên này với cái local là cái port là localhost 8080 như vậy này. Rồi trong database giờ tôi sẽ reset lại database này. Đó thì bây giờ nó sẽ tự động nó generate ra một số cái table của mặc định của theo cái phong cách của thằng Jitter thì nó sẽ generate ra một số cái table mặc định như là cái folder user để mà chứa cái thông tin về người dùng vân vân. Với database trên nóc thì để cái này nó generate sử dụng cái thằng link bay để nó generate ra database ra cho chúng ta như vậy. Thì ở trong cái file bom mà thì trong cái bom này nó có xài cái thằng NuGet bay này, thư viện NuGet bay để nó generate ra mấy cái table ở bên dưới database cho chúng ta. Đó, rồi tiếp theo thì tôi sẽ có npm tạp để tạp cái phần phông này lên. Các bạn lưu ý là hai cái command line này các bạn phải chạy ở trên hai cái terminal khác nhau nha. Ví dụ như tôi đã chạy trên cái npm nw này ở trên cái thằng edit terminal của edit rồi thì bây giờ tôi sẽ có thể chạy được cái npm tạp ở trên cái window PowerShell này nữa. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng luôn cái này thì các bạn có thể click ra một cái tab mới rồi các bạn ví dụ như các bạn run cái command line này ở bên cái tab này sau rồi sau đó thì các bạn sẽ có npm tạp ở trên cái tab này để mà chạy. Đó các bạn phải chạy song song hai cái lệnh này ở trên hai cái terminal nhé. Đó thì bây giờ nó đang tạp lên như vậy. Đó thì bây giờ cái trang giao diện chính của nó như vậy. Rồi thằng Jitter nó báo là nếu mà các bạn muốn login thì các bạn có thể login với cái user là admin và password là admin. Rồi tới vô sign in này. Đó thì bây giờ các bạn đã vô được cái phần admin này. Thì bây giờ các bạn có thể xem được một số cái page mà nó tạo ra như vậy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp theo cái phần về cái phần zip GDL. Thì đây, thì GDL là một cái phần là một cái đối tượng gọi là zip domain language. Thì đây là một cái ngôn ngữ để mà chúng ta viết ra mấy cái syntax để mà chúng ta để cho cái thằng zipper nó có thể build tự động nó xây ra mấy cái đối tượng như là mấy cái domain entity ở đây rồi đồng thời nó cũng generate ra mấy cái table ở bên dưới database thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tự tạo ra mấy cái syntax này tự tạo ra cái file GDL để mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ nick vô cái GDL TBO này thì sau khi nick xong thì nó sẽ mở ra một cái page như vậy thì đây nó có một cái file
simple, một cái file example cho chúng ta xem này. Đó, chúng ta có thể tạo ra các entity như vậy này. Rồi chúng ta có thể tạo ra cái enum này. Rồi chúng ta có thể tạo ra mấy cái mối quan hệ như là one to one này, rồi many to many này, rồi one to many này. Đó, sau khi các bạn gõ xong thì nó sẽ generate ra ở bên này cho các bạn một cái diagram về mối quan hệ giữa các table này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi viết một cái file mới. Thì ở đây thì tôi bên ngoài tôi đã tạo ra một cái file như vậy. Ok, thì tôi sẽ copy rồi và tôi sẽ có một cái entity là job này, có các attribute như vậy, rồi có cái category là cái danh mục này, thì cái category và cái category và cái job này thì nó có mối quan hệ là một nhiều này, vì một cái danh mục thì có thể có nhiều cái job khác nhau này. Đó, rồi tôi có một cái enum là job status này như vậy. Đó. Đó, thì bây giờ các bạn có thể xem được cái nó generate ra mấy cái diagram mối quan hệ này. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi nick cho đây để download cái file GDL về này. Rồi bây giờ tôi sẽ cút cái file này và tôi sẽ bỏ vô cái folder .z của chúng ta. Đây tôi sẽ chọn tôi sẽ bỏ vô trong này, tôi sẽ chọn chỗ này và tôi chọn show in system recorder này. Đó, tôi sẽ bỏ cái file GDL vô đây. Và tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn import cái file này vô trong hệ thống. Thì các bạn có thể vô cái phần score zipper stat này. Đây, thì ở đây thì nó có hướng dẫn các bạn là DA an entity này. Đó, các bạn vô đây thì ở đây thì nó có hướng dẫn các bạn là để generate cái entity form một cái GDL file ấy, thì các bạn sử dụng cái lệnh là zipper GDL như vậy. Đó. Chẳng hạn bây giờ tôi sẽ copy cái file này. Đây, tôi sẽ tạm thời tôi sẽ top lại cái terminal này. Đây tôi sẽ import cái file này. Đây tôi sẽ refresh lại cái project. Đây, đây là cái file zipper GDL của tôi đây. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi import vô cái thằng import cho hệ thống. Rồi, nó báo một số cái file cần nick thì tôi sẽ Z để cho nó override này. Rồi, nó đã báo là nó import và nó tự kỳ success rồi. Bây giờ thì ở trong cái phần edit. Edit thì bây giờ nó cũng đã tự động nó generate ra cho tôi mấy cái entity như là category rồi job này. Đó, rồi bây giờ nó đang tiếp tục build này. Rồi bây giờ tôi sẽ xuống cái phần MySQL tôi kiểm tra lại mấy cái table rồi. Đó thì bây giờ nó cũng thêm cho tôi cái table là category và cái table là job này. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là import được cái file GDL rồi này. Rồi vừa nãy thì ở cái trang file application cái trang dev.xaml này thì ở đây nó có mấy cái nó bị cái lỗi là do cái chỗ này nó không có value. Tôi sẽ thêm cho nó cái value như sau. Đây các bạn nhớ phải thêm cho nó cái value là cái property hay value rồi cái dynamic như vậy. Đó, các bạn nhớ thêm cho nó cái property này nếu mà các bạn là nó không generate ra cho các bạn. Rồi tôi cho save này. Đó, bây giờ tôi refresh lại này. Đó, bây giờ nó hết lỗi rồi. Giờ nó lại có một số cái lỗi ở trong cái folder test này. Giờ tôi mở lên xem thử.
Cái này có thể là do nó chưa import được này. Cái này có thể là nó generate ra sai, thì là tôi sẽ xóa đi luôn. Đó, thì bây giờ nó hết lỗi rồi. Và bây giờ thì cái phần phông nền thì tôi sẽ npm để cho nó tạt lại cái phần phông nền. Bây giờ tôi sẽ nốt in cho lại lần nữa. Tôi sẽ build lại một cái ứng dụng này đi, build lại một cái phần backend. Rồi phần backend nó đã build lại được rồi. Bây giờ thì phần frontend thì giờ tôi sẽ refresh lại đi. Giờ tôi sẽ connect nó lại. Rồi tôi cho sign in. Đó thì bây giờ tôi đã cho login được rồi này. Bây giờ cái entity của tôi thì có hai cái entity là job này. Rồi category này. Thì cái data này là nó tự gen ra. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng Jupyter để mà generate ra một cái project full task sử dụng backend là cái thằng Ringboot, và cái phần phông nền là sử dụng React. Thì các bạn có thể ứng dụng cái này để mà sử dụng để mà generate ra cái project full task sử dụng với lại các phần phông nền khác như là Angular hoặc là Vue, và cái backend mặc định của nó là thằng Ringboot. Bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn xử lý MyRay khi mà chúng ta add một cái entity mới, tức là chúng ta sẽ add một cái table mới, hoặc là chúng ta sẽ add hoặc remove một cái field mới ở trên một cái entity, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý ở cái phần video tiếp theo. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.